Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tướng Nguyễn Chí Vịnh thà bị chửi là hèn tướng chứ không chịu lên án thiên triều. Biển Đông lại dậy sóng, mặc cho đại dịch virus vũ hán vẫn đang hoành hành khắp năm Châu. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mới đây đã lên tiếng về những diễn biến trên Biển Đông những ngày qua. Trong lần trả lời câu hỏi của kênh truyền hình quốc phòng về các thách thức an ninh và tình hình biển đông trong bối cảnh thế giới đối phó với dịch đất Vũ Hán, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định cần lên án những nước lấn tới trên biển giữa lúc dịch bệnh. Ông nói, những thách thức về an ninh trong khu vực dù có dịch hay không nó vẫn tồn tại. Đó là thách thức, chưa phải là nguy cơ. Điều đáng lên án là những quốc gia nhân dịp này đẩy mạnh những hoạt động phi pháp và tham vọng của họ. Và cái đó tôi cho là không có lợi cho quốc gia đó. Những quốc gia nào làm điều đó không có lợi. Nhà lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng khẳng định rằng dịch bệnh không hề làm cho quân đội Việt Nam quên việc đối phó với các thách thức an ninh trong đó. Việc bảo vệ chủ quyền là không thể quên, không thể lời là. Ông Vịnh nói thêm rằng các tàu hải quân và cảnh sát biển của Việt Nam không ngừng nghỉ lúc nào cả và bộ đội ở Trường Sa tuy phải cẩn trọng để không bị lây nhiễm dịch bệnh nhưng chưa có một quân nhân nào cần phải dừng nhiệm vụ cả. Vị tướng này cho biết. Nói trên kênh truyền hình quốc phòng thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh rút ra kết luận rằng dịch bệnh hiện nay là thời điểm để cả quân đội lẫn đất nước Việt Nam thay đổi cơ bản về nhận thức đối với thách thức an ninh phi thuyền, phi truyền thống và quan hệ với các nước khác, ông nói. Trong thách thức an ninh phi thuyền, phi truyền thống trong quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc tế, những lúc như thế này chúng ta sẽ biết ai là bạn, ai là bạn thân thiết, ai là người mà chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới thấy rằng khi đất nước mình gặp khó khăn thì những ai sẽ đến với chúng ta, cái này quan trọng lắm. Phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh được đài truyền hình của Bộ Quốc phòng Việt Nam phát sóng hôm 26 tháng 4. Tuy nhiên, vị Thứ trưởng Quốc phòng không nêu đích danh những quốc gia nào đang hoạt động phi pháp và đẩy mạnh tham vọng ở khu vực. Trên mạng xã hội nhiều người Việt tỏ ý không hài lòng với phát biểu của tướng Vịnh vì ông không nêu tên cụ thể các quốc gia liên quan như Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban biên giới chính phủ cho rằng vị thứ trưởng quốc phòng không cần phải đi vào các chi tiết. Với phát biểu đó, mọi người có thể nhận ra ngay ai là bạn, ai là thù. Nhưng rõ ràng, đây là vấn đề khá phức tạp bởi vì không chỉ là mỗi đối tượng chúng ta muốn nhằm vào là Trung Quốc. Cho nên, với một nhà quân sự ở tầm chiến lược đó, tôi cho rằng phát biểu như vậy là vừa phải, không nhất thiết phải nói rõ Người ta nêu ra như vậy để nhắc nhở mọi người cần phải cảnh giác. Trước sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, tiến sĩ Trần Công Trục khẳng định rằng Việt Nam và một số nước trong khu vực cần đoàn kết, đấu tranh bằng pháp luật, đồng thời phải tăng cường sức mạnh, hoạt động và hiện đại, hiện diện trên thực địa. Một số cường quốc cũng cần hiện diện trong khu vực không để cho Trung Quốc có những hoạt động gây căng thẳng hoặc thậm chí là khiêu khích gây chiến tranh. Ông Nguyễn Chí Vịnh hiện là Thứ trưởng phụ trách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam tại Bộ Quốc phòng, vừa là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cần lưu ý rằng Quân ủy Trung ương Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, là cơ quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng. Kế hoạch phòng thủ đất nước, phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cơ chế lãnh đạo của Đảng với quân đội nhân dân Việt Nam. Như vậy, Tướng Vịnh giữ những vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng tại Việt Nam. Bờ đốc cơ nhất nguyên đánh giá Tướng Vịnh là một người hiếm hoi trong giới quân đội đóng vai trò như người phát ngôn những vấn đề quan trọng của Bộ Quốc phòng và thực hiện chính sách đối ngoại quốc phòng. Trong lần ra sách Quốc sách trắng quốc phòng mới đây hồi cuối năm 2019, tướng Vịnh cũng đóng vai trò là người chủ trì giới thiệu về sách trắng như một thông điệp của giới chính sách Việt Nam đối với thế giới. Chính vì vậy, phát biểu của tướng Vịnh vào thời điểm nào cũng là một thông điệp để xem xét và phân tích cho thấy phần nào thái độ của lãnh đạo Việt Nam trước vấn đề này. Qua phát biểu của tướng Vịnh, tác giả đưa ra một số nhận định như sau: Thứ nhất, mặc dù câu hỏi của phóng viên trực tiếp về vấn đề Biển Đông nhưng tướng Vịnh không đề cập trực tiếp đến Biển Đông. Thay vào đó, tướng Vịnh chỉ đề cập về an ninh khu vực. Thêm nữa, tướng Vịnh nó, nó có nói câu về quốc gia nào đó nhân dịp dịch đẩy mạnh những hoạt động phi pháp. Điều này hàm ý ám chỉ Trung Quốc. Tuy nhiên, tướng Vịnh không chỉ trích đích danh Trung Quốc. Điều này cho thấy sự e dè của các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam khi chỉ trích Trung Quốc thứ hai tướng vịnh cho rằng vấn đề an ninh khu vực mới chỉ là thách thức chưa phải là nguy cơ thực sự thì điểm nóng nhất của an ninh khu vực hiện nay chính là biển đông và vấn đề gây căng thẳng nhất trong quan hệ việt trung cũng là vấn đề biển đông việc trung quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm biển đông cùng với việc gia tăng các hành động hùng hăng hiếu chiến ngay tại vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia asean khác trong đó có việt nam đã dẫn đến việc các quốc gia trong khu vực này liên tiếp gia tăng và tăng cường sức mạnh quân sự dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực từ đó đưa đến nguy cơ khu vực này như một thùng thuốc súng đặc biệt đối với việt nam là quốc gia luôn nằm trong sự đe dọa của trung quốc Chính vì vậy, việc tướng Vịnh đề cập an ninh khu vực mới chỉ là thách thức mà chưa phải là nguy cơ, cho thấy mức độ quan tâm của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đối với vấn đề này. Từ đó, dẫn tới các kế hoạch phản ứng của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông sẽ không tương xứng. Nếu đó, không giải thích vì sao giới chuyên gia Việt Nam cho rằng Việt Nam chưa thực sự có một chiến lược đối phó với Trung Quốc về Biển Đông một cách hiệu quả và lâu dài. Điều thứ ba cũng phải đề cập nhưng nằm ngoài tuyên bố của tướng Vịnh cho dù cũng có sự liên quan. Tướng Vịnh cũng có những phát ngôn khá mạnh mẽ về Trung Quốc và biển Đông từ những năm 2011. Thế nhưng, một số người Việt Nam vẫn biết rằng vào thời gian quan hệ Việt Trung căng thẳng năm 2011 với sự kiện tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 thì con gái của tướng Vịnh đang theo học tại Trung Quốc được Trung Quốc chăm sóc rất chu đáo với tiêu chuẩn như một thứ trưởng Ngoài ra, hãng hàng không Việt ZI mà chị ruột của tướng Vịnh là chủ tịch hội đồng quản trị là công ty đang nhận sự giúp đỡ tài chính từ Trung Quốc. Còn nhớ, vào năm 2011, tướng Vịnh đã nỗ lực chấn an Trung Quốc tại đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt Trung cấp thứ trưởng lần thứ hai ở Bắc Kinh. Một mực ca ngợi quan hệ Việt Trung ngay sau những hành động gây hấn của nước này. Trong cuộc gặp diễn ra hôm chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2011, ông Vịnh được thông tấn xã Việt Nam dẫn lời nói, nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng. Một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển. Phát biểu của Trung tướng Vịnh được đưa ra trong bối cảnh mới đây diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội. Ông Vịnh cũng thông báo với phía Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam và dứt khoát không để việc tái diễn theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Đây là một trong những quan chức cao cấp đầu tiên trong chính quyền trung ương công khai ủng hộ thông báo ngăn chặn biểu tình mà giới chức Hà Nội đưa ra gần 2 tuần trước đây vốn đang bị một số người công kích về tính pháp lý. Một số ý kiến nói rằng ông Vịnh đang nỗ lực giảm căng thẳng để dọn đường cho chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm đó sang Trung Quốc để chứng kiến quan chức hai bên ký kết thỏa thuận chung về nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển. Tuy nhiên, một số người cho biết văn bản này là do bên Trung Quốc soạn sẵn. Một số chuyên gia luật quốc tế của Bộ Ngoại giao đi theo để kiểm tra văn bản thì phía Trung Quốc mời ra với lý do đây là chuyện nội bộ giữa hai đảng. Và kết quả là văn bản tiếng Trung thì nhắc tới chủ trương gác tranh chấp cùng khai thác giữa hai nước tại khu vực tranh chấp Biển Đông. Trong khi bản tiếng Việt thì đã được cố gắng đổi thành hợp tác cùng phát triển. Broker Đồng Phụng Việt cũng nhắc lại ông Vịnh là người nhân danh nghiên cứu chiến lược quảng bá chính sách 30 không liên minh quân sự, không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác. Việc đề cao chính sách này không phải vì hiếu hòa mà chỉ vì khát khao có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác giả đã điểm lại những động thái thân Trung Quốc của tướng Vịnh Năm 2012 khi một số quốc gia xác định cần ngăn chặn Trung Quốc quân sự hóa độc chiếm Biển Đông, ông Vịnh từng cảnh báo đó là một cuộc chạy đua vũ trang mới, một cuộc chiến tranh lạnh mới và một chiến lược ngoại giao pháo hạm mới của các cường quốc và đó là nguy cơ lớn nhất đối với an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung. Đông Nam Á và Việt Nam cũng như các nước khác nói riêng và chúng ta phản đối, không đồng tình với xu hướng phát triển như vậy, đồng thời tuyệt đối không quấn theo chiều hướng đó. Lúc ấy, đề nghị quốc tế hóa vấn đề biển Đông để giúp Việt Nam cân bằng cả về thế lẫn lực trong giải quyết tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc đã bị ông tướng bà sao đại diện cho đối ngoại trong quốc phòng của ta thẳng thừng bác bỏ. Một vấn đề nào đó giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn gắn với bàn cờ chung của thế giới Nhưng trong những vấn đề của hai nước thì Việt Nam và Trung Quốc là hai người chơi chủ yếu Sao cho không để bên khác chen vào trục lợi Năm sau, 2013 trước một Trung Quốc càng ngày càng hùng hãn, càng rỡ Tuy vẫn xuất đầu lộ diện như Thứ trưởng Quốc phòng song ông Vịnh tiếp tục cho thấy ông không giống như các ông tướng đúng nghĩa khi tiếp tục khuyến dụ đồng bào rằng trong quan hệ giữa Việt Nam với người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh họ phải tin vào đảng, nhà nước, đồng thời có nghĩa vụ phải duy trì sự thống nhất giữa nhân dân với đảng, nhà nước. Được giới quan sát đánh giá là khôn ngoan trong cách phát biểu khi luôn núp sau cái gọi là giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng phương pháp hòa bình, không làm lớn chuyện gây đổ vỡ quan hệ láng giềng hữu nghị nhưng tướng Vịnh vẫn không thể che giấu màu sắc thần Bắc Kinh của mình. Liệu giới chó bu Cộng sản Việt Nam có thể thoát khỏi cái bóng của Bắc Kinh khi có những vị tướng như ông Vịnh giữ những chức vị quan trọng như thế này? Qua các hành động kể trên của những người đứng đầu đảng nhà nước Việt Nam như ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và kể cả tướng Nguyễn Chí Vịnh thì chúng ta thấy giấc mơ thoát chung của triệu người Việt vẫn còn rất xa vời. rút khỏi Trung Quốc hàng loạt tập đoàn công nghệ chuyển sang Việt Nam. Việc dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc đã được tiến hành kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ Trung và giờ virus Vũ Hán đang tiếp tục thúc đẩy quá trình đó. Hai tuần qua, ba trong bốn nền kinh tế lớn nhất thế giới công bố hoặc thảo luận kế hoạch rút dây chuyển ra khỏi Trung Quốc. Ngày 22 tháng 4, ủy viên thương mại Liên minh châu Âu EU, Phil Hogan cho biết khối này sẽ tìm cách giảm bớt phụ thuộc về thương mại sau đại dịch. Tuần trước, Nhật Bản công bố quỹ trị giá 2,2 tỷ đô la để chào mời các nhà sản xuất nước này chuyển dây chuyền từ Trung Quốc về nước hoặc sang Đông Nam Á. Trước đó, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow đề xuất Washington trả chi phí cho các công ty Mỹ chuyển dây chuyền về sản xuất từ Trung Quốc về nước một số công ty Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu đã dục dịch chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc do chi phí ngày càng gia tăng và tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Họ đang đứng trước sức ép ngày càng tăng để thúc đẩy chiến lược này khi virus vũ hán làm nổi bật sự phụ thuộc của các nước vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, đặc biệt là vật tư y tế quan trọng. Về trên, nhà lắp ráp iPhone đang đa dạng hóa nơi sản xuất, Apple, Samsung cho hay công ty hy vọng sẽ sản xuất tại Việt Nam trong năm 2021 sau khi thiết lập một nhà máy ở Indonesia vào hồi năm 2019. Invented, đối tác lắp ráp chính của iPod cũng cho biết hôm thứ ba là đang chuẩn bị xây dựng cơ sở mới ở Việt Nam. Chuỗi cung chuỗi cung ứng của Apple tại Trung Quốc trong tháng 2 bị tê liệt do dịch virus Vũ Hán càn quét trên diện rộng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Xu hướng chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang được đẩy nhanh nhất là các nhà sản xuất có quy mô nhỏ. Các nhà sản xuất thiết bị cho các công ty nước ngoài như Apple cũng đang tính chuyện sản xuất ra nước khác. Foxconn Tiên đoán từ trước về khả năng thay đổi trong mô hình sản xuất toàn cầu đã chi phối ngành thiết bị điện tử trong hơn 30 năm qua. Công ty cũng có cơ sở sản xuất ở Ấn Độ và Việt Nam. Rút khỏi Trung Quốc, các tập đoàn công nghệ chuyển sang Việt Nam, đại gia công nghệ lên kế hoạch sang Việt Nam. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do tác động của dịch bệnh đã khiến cho các doanh nghiệp nhận ra sự cấp bách của việc đa dạng hóa danh mục sản xuất tránh phụ thuộc vào một quốc gia. Mọi thứ đang thay đổi theo từng ngày do sự gián đoạn chuỗi cung ứng, vì vậy rất khó để đưa ra bất kỳ bình luận về cung và cầu lúc này, lãnh đạo một nhà cung cấp cho Apple nói. Một số công ty đa quốc gia đã dục dịch lên kế hoạch mở rộng hoạt động ở Việt Nam từ năm ngoái nhằm giảm áp lực hàng rào thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ và tìm kiếm thị trường thay thế phòng khi giá tăng cao. Virus Vũ Hán có thể là chất xúc tác mới để thúc đẩy quá trình chuyển dịch sản xuất diễn ra nhanh hơn sau khi đã được thúc đẩy bởi căng thẳng thương mại hồi năm ngoái. Do đó, khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ càng hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp trong tương lai. Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh. Dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam năm 2019 tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước đối nghịch với mức giảm 16,2% trong lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Dữ liệu năm nay sẽ ảnh hưởng do tác động của virus Vũ Hán lên chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng xu hướng sản xuất chuyển từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục tăng. Ông Stephen Wiwat, Tổng Giám đốc của GLL Việt Nam nhận định Việt Nam vẫn là một điểm đến đầy hứa hẹn khi làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc bắt đầu. Dù dịch virus Vũ Hán đang gây ra những khó khăn nhất định đối với các quyết định cũng như hoạt động gì rời, chủ đầu tư vẫn tự tin tăng giá đất trong quỹ đầu tư năm 2020 do đây là xu hướng đầu tư trong dài hạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngành sản xuất đều có thể dễ dàng chuyển sang Việt Nam. Mức lương công nhân sản xuất tại Trung Quốc hiện cao gấp 3 lần Việt Nam, nhưng trình độ tay nghề của công nhân nơi này cũng cao hơn. Quy mô của Trung Quốc không thể được nhân rộng, lượng lao động công nghiệp di rời ở Trung Quốc còn cao hơn dân số Việt Nam, hơn nữa, một khối lượng lớn ngành hàng sản xuất là để phục vụ thị trường nội địa của Trung Quốc. Theo báo cáo của GLL, miền Bắc thu hút phần lớn các tập đoàn lớn muốn đa dạng hóa danh mục sản xuất trên cơ sở tại Trung Quốc với nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển khá tốt và vị trí cận kề với Trung Quốc. Giá đất trung bình đạt 99 đô la trên mét vuông, chu kỳ thuê tăng 6,5% so với kỳ năm trước. Nhà xưởng xây sẵn lựa chọn yêu thích của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giữ mức thuế thuê ổn định, dao động từ 4,0 đến 5,0 đô la trên một mét vuông trên tháng và điều đó đã được lấp đầy. Tại khu vực miền Nam, GLL ghi nhận số lượng yêu cầu thuê đất tăng cao và các chủ đầu tư đã trở nên tự tin hơn trong việc tăng giá thuê đất. Giá đất trung bình trong quý 1 đạt 101 đô la trên 1 mét vuông, chu kỳ thuê tăng 12,2% so với cùng kỳ. Nhà xưởng xây sẵn ở miền Nam có giá thuê dao động từ 3,5 đến 5 đô la trên 1 mét vuông trên tháng, tăng nhẹ ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, vẫn giữ mức ổn định ở các tỉnh còn lại. Đại diện GLL cho rằng về lâu dài, nhiều doanh nghiệp có khả năng thay đổi kế hoạch sản xuất của họ để đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro so của những cú sốc tương tự trong tương lai. Cùng với các sức kiến để cải thiện hiệu suất bền vững và hạn chế các tác động môi trường từ các hoạt động sản xuất, các nhà bán lẻ có thể lựa chọn sản xuất và mua sản phẩm từ thị trường nội địa. Việt Nam sẽ càng hấp dẫn hơn cho các doanh nghiệp trong tương lai. Ai đã tiếp tay dung túng cho các công ty Trung Quốc lộng hành tại Việt Nam? Dư luận chưa hết nóng khi công ty trách nhiệm hữu hạn Lớt Xe ICT lén xây dựng cả ba tòa nhà 5 tầng khổng lồ giữa khu công nghiệp với diện tích khoảng 25.000 m2 để giấu 1.500 người Trung Quốc trái phép. Thì mới đây công ty Thâm Việt lại xây mô hình giống đường lưỡi bò nằm trong nhà điều hành của công ty ở ngay trên lãnh thổ Việt Nam mà các công ty này tắc oai tắc quái như trên đất mẹ của họ. Vì sao lại có kiểu xem thường pháp luật nước sở tại như thế? Câu hỏi được đặt ra ở đây là ai đã tiếp tay dung túng và bảo kê cho các công ty Trung Quốc lộng hành? Mới đây, nhà chức trách phát hiện mô hình giống đường lưỡi bò nằm trước nhà điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Thầm Việt khi đi kiểm tra công trình xây dựng vi phạm pháp luật tại khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng. Theo ông Phạm Văn Mợi, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, mô hình trái phép này nằm trên phần đất quy hoạch công viên cây xanh trong khu công nghiệp An Dương, được lập bằng lối đi lát gạch bao quanh một hồ nước nhân tạo. Nếu nhìn gần khó phát hiện ra, song quan sát từ trên cao thì sẽ thấy rõ mô hình giống đường lưỡi bò. Đáng chú ý công trình trên đã có thể dễ dàng quan sát được thông qua vệ tinh của Google Maps. Không chỉ xây mô hình đường lưỡi bò trước đó, tháng 9 năm 2019, chủ đầu tư khu công nghiệp An Dương xây hàng chục ngôi nhà dành cho lao động Trung Quốc trên đất quy hoạch trồng cây xanh. Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư tháo rỡ công trình trái phép này chỉ để lại nhà tạm phục vụ điều hành thi công tại công trường. Tuy nhiên đến nay công ty Thâm Việt chỉ tháo rỡ một phần công trình. Ngoài ra Thâm Việt còn lấp xây hồ hình bát quái âm dương, thậm chí còn tạo mô hình hồ khác mô phỏng vành trăng giống hệt trên cờ của Trung Quốc. Đáng chú ý, các công trình sai phép của công ty Thâm Việt tại khu công nghiệp An Dương chỉ được phát hiện khi báo chí thông báo cho chính quyền câu hỏi đặt ra ở đây là chính quyền hải phòng ở đâu khi thâm việt hoàn thành chót lọt các công trình có mô phỏng chủ quyền phi pháp của trung quốc trên biển đông các công trình âm dương bắt quái và các công trình nhà ở ngay trong phạm vi dự án như thế trách nhiệm cơ quan quản lý ra sao khi để xảy ra sự việc trên trước đó công ty lusse ict đặt tại địa chỉ Lô E, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng đã ngang nhiên vi phạm pháp luật chống đối lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp. Cụ thể, chính quyền Bắc Giang thuộc lớp xe ICT thuộc buộc phải di rời 925 người lao động trước ngày 20 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên đến nay công ty này không những không thực hiện di rời người lưu trú theo cam kết mà còn trắng trợn tăng thêm 647 người lưu trú. Như vậy tính tổng số lượng thì hiện nay có 1.572 lao động bất hợp pháp đang lưu trú tại công ty này. Không chỉ che giấu người lao động trái phép, Lớt xe còn xây dựng 3 tòa nhà lớn trên diện tích 5.800m2 mà không xin phép chính quyền. Đến khi lớp xe xây xong phần móng và đang dựng cột tại ba công trình thì Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty này vì không có giấy phép. Vì sao là thổ địa trên địa bàn nhưng phải thông qua báo chí, Bắc Giang mới biết lớp xe sai phạm. Mặt khác, một cái tròi vịt, một quán cà phê mọc lên trái phép mà đã đem lực lượng đến buộc tháo gỡ, vậy cớ gì ba tòa nhà khủng sai trái thế, này nhiều tháng qua mà vẫn cho tồn tại được. Phải chăng sự quản lý của chính quyền địa phương quá lòng lẻo hay có sự bao che dung túng của ai đó? Trên đây chỉ là hai công ty Trung Quốc thôi nhưng cả hai đã tắc oai tắc quái trên vùng lãnh thổ của Việt Nam thế này. Thư hỏi trên cả nước có hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc cố tình vi phạm coi trời bằng vùng thế này thì Việt Nam sẽ ra sao? Vì sao các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam gây ra hết sai phạm này đến sai phạm khác như trên đất mẹ như thế? Ai đã tiếp tay dung túng và bảo kê cho công ty Trung Quốc lộng hành tại Việt Nam? Đã đến lúc cần làm rõ truy xét và xử nghiêm những cán bộ tiếp tay im lặng làm ngơ cho những hành vi trà đạp pháp luật Việt Nam bán trời không văn tự trước khi xảy ra hậu quả khôn lường. Đồng thời với những sai phạm của các công ty Trung Quốc, Chúng ta không chỉ xử phạt hành chính mà còn phải nặng tay hơn như rút giấy phép, trục xuất về nước, như thế mới có tính danh đe. Chứ nếu phạt hành chính nộp tiền xong sai phạm vẫn còn như thế thì chỉ làm cho doanh nghiệp Trung Quốc nhờn luật mà thôi. Nay là che giấu người trái phép mai xây cả mô hình đường lưỡi bò, liệu trong tương lai có là những khu căn cứ quân sự? Nếu như chúng ta cứ xử lý cho qua chuyện và lỏng lẻo trong quản lý để cho doanh nghiệp Trung Quốc xây luôn các căn cứ quân sự trá hình sẽ ảnh hưởng đến an nguy của quốc gia dân tộc thì lúc đó có hối cũng đã muộn. Xin dành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.